Hello anh em, chào mừng em đã đến với kênh YouTube của Thita Soccer. Và phiên clip ngày hôm nay mình sẽ nói về kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân. Và cùng chờ xem mình sẽ ứng dụng nó vào thi đấu bóng đá 7x7 sẽ như thế nào nha. Kiến tạo bằng lòng bàn chân nè. Còn đây là đường trả về. Đặt lòng một chạm ghi bàn nha. Tôi là Thi Freestyle. Đá bóng bằng lòng bàn chân là kỹ thuật cơ bản nhưng rất quan trọng trong bóng đá, nhất là khi bạn muốn chuyền bóng và sút bóng chính xác. Ngay sau đây là cách thực hiện kỹ thuật này. Lấy đà thẳng đến bóng, bao nhiêu bước tùy ý, nhưng một bước là cũng đủ để thực hiện động tác này rồi. Đặt trụ ngang bóng cách một khoảng 20cm, gối hơi khuỵ để giữ thăng bằng. Chân đá vung ra sau một đoạn, vung ngắn hay vung dài thì tùy vào việc bạn muốn đá mạnh hay đá nhẹ. Mở khớp háng cho lòng bàn chân hướng về quả bóng. Điểm tiếp xúc trên chân là lòng bàn chân, cụ thể đó là vị trí từ cổ chân đến đốt xương ngón cái. Điểm tiếp xúc trên bóng là tâm quả bóng, hướng đến điểm mà chúng ta muốn bóng bay tới. Có thể thấp hơn xíu nếu anh em muốn đá cao. Khóa cổ chân và gồng một lực vừa đủ, đẩy chân ra phía trước để đưa bóng đến điểm mà mình muốn bóng bay tới, kết thúc động tác. Tập luyện dễ nhất là khi bóng đứng yên và sau đó có thể tập dần khi bóng lăn trên mặt đất. Có thể ứng dụng vào việc chuyền bóng ngắn hoặc sút bóng chính xác cự ly gần. Cuối video clip có ghi quay về kỹ thuật này, anh em cùng xem hết video này nha. Thi đấu và ứng dụng kỹ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân. Tình huống này, mình quan sát thấy thủ môn bỏ góc gần nên quyết định dứt điểm bằng lòng bàn chân vào góc đó luôn. Trời ơi. Điểm tiếp xúc của mình là gần đáy quả bóng nên bóng bay cao thẳng vào ổ kè. Nhận bóng bằng ngực, quay lên. Quan sát thủ môn và đồng đội. Đá lòng chính xác vào góc gần. Rồi, đường banh cũng hơi cong đấy. Siêu phẩm, siêu phẩm. Viên phải không có đồng đội. Dắt vô giữa, chuyền lòng lại cho trung vệ. Một chạm giữ, một chạm chuyền về bằng lòng bàn chân. Vẫn là inside pass, một chạm mở lòng vào bên trong. Chết tôi. Phốc 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 phốc. Một chạm ra trước mặt, một chạm lòng thật mạnh để đối thủ không thể bắt được. Phản lưới nhà luôn. Có được. Pressing cắt bóng luôn nè. Phát Rabona. Tính chuyền ngược về mở thủ nhanh hơn. Mấy cửa ly này thì inside pass, không cần lấy đà. Bên này bí rồi, chuyển cánh bằng một inside pass thật mạnh. Chết tôi. Pha này mình đặt trụ khá xa bóng, nhưng đường chuyền lòng vẫn chính xác cho đồng đội. Tiếng hai. Đường trả về quá ngon, mình mở lòng dứt điểm một chạm. Anh em thấy không, đá bóng bằng lòng bàn chân có thể áp dụng cho việc dứt điểm nha. Phán đoán vị trí bóng lăn tới để đặt trụ. Đá lòng với một lực thật mạnh vào quả bóng. Siêu siêu đơn giản. Chuyền lòng xong lướt lên để bật tường, nhưng đồng đội không đưa. Đeo. Son tết như Marcelo. Bóng hơi cận người nên dứt điểm bằng mu bàn chân luôn. Ôi là bóng hơi dư ra trước mặt nên chích mũi nè. Thủ môn đội bạn hay quá. Nhanh luôn. Ở giữa có đồng đội đang trống. Inside pass bằng chân trái. Thôi nè em. Hay quá. Đi nè.
Ok, chạy biên. Tốc nào rồi. Tiếp tục là đường truyền lòng chính xác cho đồng đội ở giữa. Ôi. Hay quá Sơn ơi. Phá này đồng đội truyền ngang, khung thành thì bỏ trống rồi. Mình mở lòng một chạm nhẹ nhàng là có ngay một bàn thắng. Lên YouTube. Đường thả đáy rất chống chải. Góc hẹp, thủ môn lao ra, truyền ngang là hợp lý nè. Tiếp bóng bằng lòng bàn chân. Khung thành bỏ trống rồi, nên chỉ cần chạm nhẹ là xong. Ok, hay quá. Teo. Đây là tình huống giật gót, nhưng mà sử dụng lòng bàn chân. Thấy tôi áp dụng đá lòng ghê chưa? Phát sát một cái, sau đó chuyền lòng cho đồng đội. Ok. Yeah. Tân. Trễ rồi. Xuống rồi. La Cuesta pass bằng lòng bàn chân. Về lại em. Thêm một lần nữa là Cuesta pass. Dứt điểm bằng mu bàn chân. Trời ơi. Nhanh. Lại là đá bóng bằng mu bàn chân. Trận này mình đá mu quá trời luôn. Nhưng clip sau mình sẽ nói nhiều hơn về kỹ thuật này nha. Clip này thì chỉ có inside pass thôi. Inside pass ra trước mặt. Kiểm soát gầm, giật gót về sau lưng. Úp mu nè. Ba trái YouTube. Kỹ thuật đá bóng bằng mu bàn chân. Hẹn clip sau nhé. Inside pass thật mạnh để chuyển cánh. Tình huống đá phạt góc này mình dùng lông bàn chân quét vào đáy quả bóng để đá cao. Thêm đà từ việc vung chân để tạo độ cong vào bên trong. Có thể xem như là một cú cứa lông. Phương. Nhận bóng quay lên. Úp mu nè. Ô là la, chống chạy quá. Úp mu cái nữa. Thủ môn đỡ bóng như chơi bóng chuyền chơi. Outside, chuyển hướng 180 độ như Messi. Phập nè, hụt. Rồi, vô tình luôn. Pha này mình không đá lòng, mà đá mù. Cú dứt điểm chéo góc, thủ môn bó tay. Cai đè bảo vệ bóng. Cự ly gần với đồng đội như thế này thì chuyền bóng bằng lòng bàn chân. Pha này thì vẫn là đá lòng nhưng hơi lai vào mũi chân. Inside tết bằng chân trái, inside tết bằng chân phải. Tay. Dứt điểm bằng lòng bàn chân nè. Trời. Chia trắng bảo vệ bóng. Đợi bóng rớt. Chuyền về. Vô lê bằng lòng bàn chân đó nha. Trận này mình mang Vapor 15 Pro TF màu hồng. Ai quan tâm với giống mình thì link có sẵn trong phần mô tả nha. Để chuyền chính xác qua cái khe này, inside pass là hợp lý. Đối thủ bắt ngoài biên nên mình lắc giữa. Và tư thế này rất phù hợp cho một pha đặt lòng. Trời. Chệt cục dọc trong gang tấc. Còn tư thế bây giờ rất phù hợp cho một cú đá úp mù.
Vẫn chệt cái cục dọc, trời ơi. Inside touch ra trước mặt, đá lòng vào đẩy quả bóng, đưa bóng lên cao. Chân trái, chân phải. Hay quá thủ môn ơi. Ok, vừa rồi là 3 trận bóng mà mình đã ứng dụng việc sử dụng kỹ thuật đá bóng bằng lòng bằng chân khá là dễ dàng. Như thường lệ, anh em thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh, cùng đón chờ các clip của mình trong thời gian sắp tới. Và ngay sau đây là giveaway. Anh em hãy trình bày ưu điểm và khuyết điểm của việc đá bóng bằng lòng bằng chân. Một voucher giảm giá 500k mua hàng tại Thanh Hùng Futsal sẽ dành tặng cho anh em nào có comment hay nhất. Thanh Hùng Futsal, giày đầu ống chính hãng. Chi nhánh 1, 48 Phạm Văn Bạch, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 2, 32A Thạch Thị Thanh, Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 3, 27 đường D52, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.